Vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hoàng Thái Hiền, đại diện của tổ chức giáo dục FTMS, để có thêm những cái thông tin cho các bạn lựa chọn trường trong quá trình du học của mình. Vâng, xin chào chị Hiền. Chào Trân. Vâng, lời đầu tiên thì chị có thể giới thiệu về cái tổ chức giáo dục FTMS của mình cho các bạn biết được không ạ? Thân chào các bạn quan tâm đến chương trình du học tại hai quốc gia là Singapore và Malaysia. Tổ chức giáo dục quốc tế FTMS Global hiện tại có chi nhánh trên 11 quốc gia trên thế giới. Nếu vậy thì em không biết là tổ chức giáo dục quốc tế của mình á thì có đào tạo cái chương trình nào cũng như là cái chuyên ngành chính của mình là gì vậy ạ? Cũng như các trường khác thì FTMS là một tổ chức giáo dục quốc tế, cho nên là thu hút rất là nhiều sinh viên từ các nước trên thế giới đến theo học. FTMS Global Academy tại Singapore và FTMS College Malaysia đều có các chương trình về tiếng Anh, các chương trình đào tạo lấy các bằng đại học về các chuyên ngành như là kế toán tài chính, quản trị du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực và nhiều các cái chuyên ngành về công nghệ thông tin như là khoa học máy tính, hệ thống thông tin trong kinh doanh. Ngoài ra thì FTMS còn có đào tạo các cái chương trình ngắn hạn để lấy các cái chứng chỉ về các cái chương trình nền tảng. Đối với ngành du lịch khách sạn, đó là một cái ngành rất là hot và thu hút rất là nhiều bạn sinh viên. Thì không biết đối với trường của mình thì cái chương trình này có thực tập để hưởng lương cho các bạn để có tích lũy thêm kinh nghiệm không ạ? Vui mừng thông báo cho các bạn là tất cả các chương trình về quản trị nhà hàng khách sạn hay là nghiệp vụ nhà hàng khách sạn tại FTMS Global Academy Singapore đều có thời gian thực tập hưởng lương là 6 tháng. Và có những cái chương trình thì điều kiện đầu vào tương đối đơn giản. Ví dụ như là chương trình nghiệp vụ nhà hàng khách sạn thì chỉ có yêu cầu đầu vào là học sinh học xong lớp 10 có trình độ tiếng Anh tương đương với lại FTMS, với chương trình tiếng Anh ở cấp độ Intermediate của FTMS, và thời gian học là chỉ 6 tháng. Sau đó sinh viên sẽ được thực tập hưởng lương là 6 tháng. Cái chương trình thứ hai tại FTMS Global Academy chính là chương trình quản trị du lịch khách sạn, có thời gian học là 6 tháng, thực tập hưởng lương 6 tháng đối với lại chương trình Diploma. Và sau khi hoàn tất chương trình Diploma thì sinh viên học sinh có thể tiếp tục học lên chương trình Higher Diploma, có thời gian học là 9 tháng, và sau thời gian học 9 tháng có thời gian thực tập là 6 tháng. Nếu sinh viên muốn tiếp tục lấy bằng đại học thì có thể học chương trình Top Up để lấy bằng đại học của trường đại học Anla Ruskin, và với thời gian học là 12 tháng. Nếu vậy thì em không biết là cái trường đại học mà liên kết như vậy là mình sẽ học tại Singapore hay là mình sẽ chuyển tiếp sang bên đó để mình học không ạ? Đối với lại nếu mà học viên muốn lấy bằng đại học của trường đại học Anla Ruskin thì có thể học tại campus của FTMS tại Singapore và Malaysia mà không cần phải sang UK để học. Tại vì các bạn cũng biết là sang UK học là học phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều, đồng thời cái chi phí sinh hoạt ở UK thì nó cũng đắt đỏ hơn rất là nhiều. Thì các bạn yên tâm là các bạn chỉ mất thời gian học là 12 tháng. Trong chương trình Top Up thì các bạn cũng có được bằng do trường đại học Anla Ruskin cấp, giống như là những sinh viên mà học tại UK vậy. Nếu vậy thì em không biết là cái yêu cầu đầu vào của trường thì mình có phải yêu cầu về tiếng Anh hay không ạ? Đối với lại yêu cầu đầu vào tiếng Anh của trường thì với những bạn tốt nghiệp lớp 12 thì chị nghĩ là các bạn cũng có trình độ tiếng Anh cỡ khoảng ở trình độ trung cấp của FTMS Global rồi, thì các bạn có thể làm một bài test tiếng Anh đầu vào để mình kiểm tra trình độ, và nếu mà mình vượt qua cái bài test tiếng Anh đó thì mình có thể học thẳng vô chương trình được. Nếu mà các bạn chưa có đủ điều kiện thì mình sẽ học khóa tiếng Anh trước khi mà vào khóa chính. Đúng rồi. Thời gian học tiếng Anh thì đối với lại khóa Intermediate là nó chỉ có là 3 tháng thôi. Dạ rồi. Còn về như mình có giới thiệu thì ở trường mình cũng có hệ thống về MBA. Thì không biết là cái MBA của mình thì nó có cái điểm gì đặc biệt khác so với những trường khác không ạ?
Đối với lại những bạn mà sau khi tốt nghiệp đại học rồi á, thì luôn luôn có nhu cầu là muốn có những cái bằng cấp cao hơn, và cụ thể là cái chương trình MBA là chương trình mà được thu hút sự quan tâm của rất là nhiều học viên. Thì FTMS Global tự hào giới thiệu đến với các bạn một chương trình MBA mà có cái nói chung là nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn, tức là các bạn có thể học full time, có nghĩa là các bạn sẽ sang Singapore và Malaysia để các bạn học, hoặc là các bạn học part time nếu mà các bạn đang có employment pass tại Singapore hoặc là Malaysia thì các bạn cũng có thể đăng ký học cái khóa này. Còn nếu mà các bạn đang làm việc tại Việt Nam nhưng mà các bạn lại không có muốn nghỉ làm mà để đi du học thì các bạn vẫn có thể đi du học được, tại vì FTMS Singapore và FTMS Malaysia đều có một cái chương trình đặc biệt gọi là chương trình MBA cuối tuần. Cuối tuần có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn trong tuần các bạn vẫn đi làm bình thường, các bạn chỉ bay sang Singapore hoặc là Malaysia để học vào 2 ngày cuối tuần hoặc là 3 ngày cuối tuần tùy theo chương trình mà các bạn lựa chọn. Và cái thời gian học cuối tuần như vậy, các bạn trung bình mỗi tháng các bạn chỉ bay sang một lần thôi, và thời gian học chương trình MBA chỉ kéo dài trong vòng 1 năm là 12 tháng. Và cái đối với lại cái chương trình MBA cuối tuần này, mình gọi chung là chương trình MBA, thì không có yêu cầu đầu vào gắt gao lắm, các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học và các bạn có trình độ tiếng Anh tương đương với lại IELTS 6.5 thì các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học. Tuy nhiên đối với lại những bạn mà đã tốt nghiệp đại học tại nước ngoài hoặc là học các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam thì các bạn không phải nộp IELTS 6.5. Và nếu mà các bạn đang làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và có sử dụng tiếng Anh trong công việc thì các bạn chỉ cần nhờ sếp của mình viết một cái lá thư xác nhận rằng là các bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc thì các bạn cũng sẽ không phải nộp mà IELTS 6.5. Và ngoài ra có một cái ưu điểm, có thể gọi là một cái điểm cộng cho chương trình này, đó là các bạn cũng biết là khi mà chúng ta đi học quá thì học là chuyện đơn giản, nhưng mà đi thi thì luôn luôn là áp lực. Và đối với lại chương trình MBA tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia thì các bạn không phải chịu cái áp lực thi cử, tại vì tất cả các môn học đều được đánh giá thông qua những cái bài assignment hoặc là những cái bài coursework, chứ còn không có thi cuối khóa. Và tất cả những cái bài này các bạn khi mà gửi cho giảng viên thì đều được gửi qua UK là tại trường Anglia Ruskin để đánh giá cho các bạn. Mặc dù các bạn học tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia nhưng các bạn vẫn được coi là sinh viên của trường đại học Anglia Ruskin tại Anh Quốc. Vâng, những thông tin mà chị cung cấp cho tất cả các bạn thì quả thực là rất là hữu ích, và cái chương trình mà MBA của mình á thì có thể thu hút rất là nhiều những bạn sinh viên đang quan tâm. Vâng, và câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị đó là tổ chức của mình thì hiện đang có học bổng nào dành cho tất cả các bạn sinh viên được không ạ? Chúng ta cũng đã biết rằng là học sinh và sinh viên Việt Nam thì rất là ham học, và FTMS Global đã có mặt hơn 15 năm rồi, cho nên là cũng hiểu cái nhu cầu học hỏi của học sinh, sinh viên Việt Nam. Và FTMS Global luôn luôn cung cấp những cái chương trình học bổng mang lại cho các bạn những cái cơ hội học tập tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia nhiều nhất. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại, nếu mà các bạn tìm hiểu bất cứ chương trình nào tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia, hãy gửi cho chúng tôi học bạ hoặc là bảng điểm để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những cái suất học bổng mà có giá trị nhất. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin thật là hữu ích mà chị Thái Hiền đã gửi đến cho tất cả các bạn trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học. Và để tìm hiểu rõ hơn về trường FTMS, các bạn cũng có thể truy cập vào website tuyendạidương.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.